về cái ý tưởng của mình, thì là xuất phát từ quá trình mình công tác với tư cách là chiến sĩ công an. Thì mình nhận thấy là quá trình công tác thì mình nhận thấy là vai trò của các camera an ninh, là hiện nay camera an ninh ở công an ở Hà Tĩnh thì đang triển khai không những là ở trên các tuyến đường mà còn ở trong các cái ngõ xóm nhỏ cũng có. Thì mình cũng có ý tưởng là tại sao là mình là không tận dụng những cái hệ thống camera này có thể phục vụ nhiều công tác hơn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự xã hội. Và thứ hai là qua quá trình mình công tác tại phòng an ninh mạng thì mình có tham gia một đề tài khoa học cấp tỉnh, là đề tài là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giám sát thông tin xấu độc. Thì qua nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thì mình nhận thấy là nó có rất nhiều tiềm năng trong việc là hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng và trật tự xã hội nói chung. Và qua quá trình nghiên cứu thì mình đã, trước nhất là mình đã nghĩ ra được hai ý tưởng, đó là sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc điều tiết giao thông, và thứ hai là phát hiện phương tiện đi ngược chiều. Và còn lý do thứ ba nữa là cũng là xuất phát từ thực tế cuộc sống cũng như là qua cả phương tiện truyền thông đại chúng thì mình cũng thấy được là cái hiện trạng mà xe đi ngược chiều gây tai nạn cũng như là tình hình tắc đường tại các khu dân cư cũng khá là nghiêm trọng. Thì mình cũng nghĩ ra những cái sáng kiến trên, và qua quá trình thì hiện tại thì đang ở dưới mức ý tưởng. Và qua quá trình tham gia cuộc thi này thì được sự đóng góp rất là chân thành và chân quý của ban giám khảo, mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm riêng và mình cũng đã có được những hướng phát triển mới trong tương lai đối với cái ý tưởng này. Về cái hướng phát triển thì thời gian tới thì tôi vẫn rất là mong được sự đồng hành, tiếp tục đồng hành của các chuyên gia, của các bạn thành viên ban giám khảo cũng như là của chương trình, để có thể là phát triển được cái ý tưởng của mình ra triển khai thực tế và đem lại được những lợi ích thực tiễn cho xã hội.